Trước đó, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị quan chức kinh tế cao cấp ASEAN. Đây được xem là hội nghị chủ bị cho hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 19, một sự kiện thường niên quan trọng của trụ cột kinh tế ASEAN sẽ diễn ra vào ngày mai tại Hà Nội. Tại hội nghị, các quan chức kinh tế cao cấp ASEAN đã thảo luận tình hình thực hiện lộ trình tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, sáng kiến hợp tác kinh tế quan trọng của ASEAN năm 2013. Ngoài ra, các đại biểu tham dự quan tâm nhiều đến phát triển thương mại nội vùng, đầu tư, công nghiệp và nông nghiệp giữa các nước. Đối với Việt Nam, ASEAN là một trong những đối tác quan trọng về thương mại và đầu tư. ASEAN hiện là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ ba của các doanh nghiệp Việt Nam và là đối tác thương mại cung cấp nguồn hàng hóa lớn thứ hai cho các doanh nghiệp Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước ASEAN năm 2012 đạt hơn 38 tỷ đô la Mỹ.